Bộ sách giáo khoa lớp 10 Cánh Diều được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ sách đã quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng chương trình theo hướng mở, bảo đảm những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc. Đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với học sinh và điều kiện của địa phương, của nhà trường. Đối với cấp trung học phổ thông, mục tiêu của chương trình là giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, ở lớp 10 có 7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Các môn học lựa chọn gồm 3 nhóm môn: nhóm môn khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật; nhóm môn khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học; nhóm môn công nghệ và nghệ thuật gồm công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Mỗi môn học ngữ văn, toán, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học. Mỗi cụm chuyên đề học tập được xây dựng, thiết kế đồng bộ theo mạch nội dung của chương trình môn học và là một phần không thể tách rời chương trình môn học. Ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên. Mỗi nhóm chọn ít nhất một môn học, đồng thời chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường. Bộ sách giáo khoa lớp 10 Cánh Diều đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng ở cơ sở giáo dục phổ thông, bảo đảm đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và đáp ứng các phương án tổ chức các môn học lựa chọn cùng cụm chuyên đề học tập của từng trường trung học phổ thông. Hầu hết tác giả sách giáo khoa và chuyên đề học tập lớp 10 Cánh Diều đã từng là tổng chủ biên, chủ biên, tác giả của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đối với bộ sách giáo khoa Cánh Diều, ngoài sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh có thể tham khảo, lựa chọn tổ hợp sách giáo khoa môn học lựa chọn và sách chuyên đề học tập theo một số cụm phương án sau. Cụm phương án định hướng khoa học xã hội. Mỗi phương án chọn 14 cuốn, bao gồm 6 sách giáo khoa của 6 môn bắt buộc. Ba sách giáo khoa: lịch sử 10, địa lý 10, giáo dục kinh tế và pháp luật 10. Một sách giáo khoa nhóm khoa học tự nhiên. Một sách giáo khoa nhóm công nghệ và nghệ thuật. Và 3 sách chuyên đề học tập của 3 trong 4 môn: ngữ văn 10, lịch sử 10, địa lý 10, giáo dục kinh tế và pháp luật 10. Cụm phương án định hướng khoa học tự nhiên. Mỗi phương án chọn 14 cuốn, bao gồm 6 sách giáo khoa của 6 môn bắt buộc. 3 sách giáo khoa: vật lý 10, hóa học 10, sinh học 10.
một sách giáo khoa nhóm khoa học xã hội. Một sách giáo khoa nhóm công nghệ và nghệ thuật. Và 3 sách chuyên đề học tập của 3 trong 4 môn: Toán 10, Vật lý 10, Hóa học 10, Sinh học 10. Ngoài các phương án trên, học sinh có thể lựa chọn các phương án khác theo nguyện vọng và phù hợp với điều kiện của nhà trường. Dù người học lựa chọn phương án nào thì vẫn có thể khẳng định bộ sách giáo khoa lớp 10 cánh diều sẽ góp phần giúp học sinh hoàn thành tốt chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn định hướng nghề nghiệp ở cấp trung học phổ thông, đồng thời tham gia hiệu quả, chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng trên phạm vi cả nước theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.